có máy đụng mới vô đây cuốn nước đó. Đảo đâu đó, đảo gì đâu, sông sông của ai? Ở đây chạy quyền nhưng mà cái sông là để được đẩy tàu ghe người ta lưu thông qua. Vậy nghe anh chăn lưới anh cản trở lưu thông anh phạm lực anh còn la nữa. À, không giống như cái đường giờ giống như đây giờ nó đó, giờ chạy rồi chạy đâu. Mà xong rồi đường thủy. Chén ba phi mà ngồi trên sùng ba lá nhìn tiếu quá ha mọi người. Ồ cá nó tính phóng bay mà. Ồ đã quá. Wow. Nè, em nữa. Đây nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây. Có rất nhiều cảnh vật. Đây. Liện em cá ở đây luôn ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con đâu nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cũng là đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào, lôi cuốn hấp vẫn vẫn đó. Có lưới tuốt ở đây luôn hả? Đây, mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Người ta thăm không đặng thăm kia đi tới luôn.